Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải Dương đã có hơn 2 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu sang Thái Lan bằng đường hàng không và 10 tấn vải thiều tươi xuất khẩu thông qua đường biển. Đây là lần đầu tiên quả vải tươi của Hải Dương được xuất khẩu sang thị trường Thái Lan. thái lan không phải là thị trường áp dụng những tiêu chuẩn quá khắt khe như nhật bản singapore hay australia mỹ nhưng lại nổi tiếng là vương quốc rất phong phú và đa dạng về các chủng loại trái cây đất nước này từ trước tới nay chuyên xuất khẩu hoa quả trong đó có quả vải đi rất nhiều nước nên việc xuất khẩu được đặc sản vải thiều sang thị trường này càng chứng tỏ khả năng cạnh tranh của thương hiệu vải thiều trên thị trường quốc tế